Liên bộ Công thương Tài chính vừa có văn bản điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày hôm nay. Mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 440 đồng, RON 95 tăng 370 đồng, dầu tăng tối đa là 570 đồng một lít. Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết giá các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ ngày 12 tháng 5 như sau. Xăng E5 Ron 92 tăng lên mức tối đa 18.426 đồng một lít. Xăng Ron 953 có mức giá mới là 19.531 đồng một lít. Dầu diesel có giá bán không cao hơn 14.774 đồng một lít. Dầu hỏa có giá tối đa là 13.825 đồng một lít. Dầu ma rút 180 CST 3.5S giá bán không cao hơn 14.279 đồng một kg. Cũng theo Liên Bộ, kỳ điều hành giá lần này, nếu không tiếp tục chi quỹ bình ổn giá, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 756 đồng đến 2.337 đồng đối với 1 lít hoặc 1 kg.